Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Do ảnh hưởng của bão số 2, mưa lớn gây ùn tắc giao thông kinh hoàng tại Hà Nội. Ngày 23 tháng 7, Hà Nội phải đối mặt với một cơn ác mộng giao thông do ảnh hưởng của cơn bão số 2 gây mưa lớn. Hàng nghìn người dân thủ đô trải qua cảnh ùn tắc kinh hoàng trên các tuyến đường chính, khiến việc di chuyển trở nên vô cùng khó khăn và mệt mỏi. Theo dự báo thời tiết từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 2 mang theo lượng mưa lớn, gây ra tình trạng ngập úng trên diện rộng. Ngay từ sáng sớm ngày 23 tháng 7, các con phố đã bắt đầu ngập nước, cản trở lưu thông và khiến nhiều phương tiện chết máy giữa dòng nước lụt. Tại các điểm giao thông trọng yếu như Ngã Tư Sở, Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, hàng dài xe cộ kẹt cứng, không thể di chuyển dù chỉ là vài mét. Nhiều người phải bỏ xe giữa đường, tìm cách trú mưa hoặc đi bộ về nhà. Đội ngũ công nhân vệ sinh môi trường và lực lượng cứu hộ đã được huy động tối đa để xử lý tình trạng ngập úng và hỗ trợ người dân di chuyển. Tuy nhiên, do lượng mưa quá lớn và kéo dài, việc thông đường gặp nhiều khó khăn. Công an giao thông phải làm việc xuyên suốt, điều tiết và hướng dẫn các phương tiện di chuyển theo các tuyến đường tránh, nhưng tình hình tắc đường vẫn không giảm. Trong bối cảnh này, nhiều người lựa chọn ở nhà làm việc từ xa để tránh gặp phải cảnh ùn tắc. Tình hình tắc đường nghiêm trọng kéo dài suốt cả sáng ngày 23 tháng 7, khi cơn bão số 2 tiếp tục gây mưa lớn trên địa bàn thủ đô. Theo dự báo, tình trạng mưa to có thể kéo dài đến hết ngày, đồng nghĩa với việc người dân Hà Nội phải tiếp tục đối mặt với những khó khăn trong di chuyển và sinh hoạt. Chính quyền thành phố đã khuyến cáo người dân hạn chế ra đường khi không cần thiết, đồng thời tăng cường các biện pháp ứng phó với ngập úng và đảm bảo an toàn cho người dân. Các biện pháp dài hạn để cải thiện hệ thống thoát nước và nâng cao khả năng chống ngập cũng đang được xem xét và triển khai. Bão số 2 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhiều nơi mưa rất to. Hồi 7 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 21,3 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển chậm theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 10. Tại Trà Cổ có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10. Tại Cửa Ông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà, Hải Phòng 276mm, Cẩm Phả, Quảng Ninh 150mm. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc khoảng 5 đến 10km/h, suy yếu thành vùng áp thấp trên khu vực vùng núi phía Bắc. Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, trong hôm nay, trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, còn có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô, biển ven bờ Quảng Ninh, độ cao sóng từ 2 đến 3 mét. Chiều nay, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Nam Định cần đề phòng chiều cường cao làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng thấp ven biển ven sông. Trên đất liền, trong sáng nay, ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng còn có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió mạnh giật cấp 6. Lo ngại nhất là tác động của mưa lớn. Từ hôm nay đến hết ngày 24 tháng 7, ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến ở phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 70 đến 150mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Nghệ An từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Đề phòng lũ quét cấp 1, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng cho biết, trong thời gian qua, khu vực các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, Yên Bái, Sơn La, Phú Thọ, Tuyên Quang và Thanh Hóa đã có mưa vừa, mưa to như Phong cấp 46,4mm Quảng Ninh, Cát Bà 98,6mm Cát Bà, Lao Chải 169,8mm Yên Bái,
Hùa Chai 58,6mm Sơn La, Lâm Thao 50,8mm Phú Thọ. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa trên 85% hoặc đạt trạng thái bão hòa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều nơi như các huyện, thành phố ở Quảng Ninh, Cẩm Phả, Đông Triều, Hạ Long, Hải Phòng, Cát Hải, Yên Bái, Mù Cang Chải, Trấn Yên, Sơn La, Phú Thọ, Cẩm Khê, Đoan Hùng, Tuyên Quang, Thanh Hóa. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy là cấp 1. Đổ bộ vào Quảng Ninh, Hải Phòng, bão số 2 gây mưa lớn, có nơi trên 300mm. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, bão số 2 đang áp sát đất liền tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng. Lúc 4 giờ sáng ngày 23 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 21,1 độ Vĩ Bắc, 107,6 độ Kinh Đông trên vùng ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão đã giảm xuống còn cấp 8, cấp 9, 62 đến 88 km/h, giật cấp 11, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, ở Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 10, giật cấp 12. Đảo Cô Tô có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Tại Cửa Ông cũng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7. Đầm Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9. Ở khu vực ven biển phía Đông Bắc đã có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to như Cát Bà, Hải Phòng 215mm, Vân Đồn, Quảng Ninh 108mm. Dự báo trong những ngày tới, bão tiếp tục đi sâu vào đất liền các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng, trong đó trọng tâm là tỉnh Quảng Ninh. Quá trình di chuyển vào sâu đất liền, bão tiếp tục suy yếu. Dự báo khoảng 16 giờ chiều ngày 23 tháng 7, bão giảm còn cấp 6, giật cấp 8 khi ở trên khu vực Đông Bắc, Bắc Bộ. Sau đó bão suy yếu dần thành một vùng áp thấp khi vào đến khu vực vùng núi phía Bắc. Sức gió mạnh nhất giảm còn dưới cấp 6. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, do ảnh hưởng của bão số 2, vùng biển Vịnh Bắc Bộ bao gồm đảo Bạch Long Vĩ, Cô Tô có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11, biển động rất mạnh. Khu vực Quảng Ninh, Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10. Khu vực Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Bình có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7. Dự báo từ chiều ngày 23 tháng 7, ven biển các tỉnh từ Quảng Ninh, Nam Định có chiều cường cao, mực nước tại Hòn Dấu 3,8 đến 4m, Cửa Ông 4,6 đến 4,8m, làm chậm quá trình thoát lũ trên các sông, gây ngập tại khu vực trũng thấp ven biển, ven sông. Về tác động của mưa, từ sáng ngày 23 tháng 7, nhiều tỉnh thành phố miền Bắc đã có mưa to. Dự báo mưa sẽ kéo dài đến hết ngày mai. Tổng lượng mưa phổ biến ở phía Đông Bắc Bộ từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Lúc 13 giờ chiều ngày 22 tháng 7, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2 ở đảo Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 11. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 20 độ Vĩ Bắc, 108,8 độ Kinh Đông. Với tọa độ này, bão đang ở ngay trên vùng biển phía đông của khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 120 km về phía đông. Cường độ bão đã mạnh lên cấp 10, 89 đến 102 km/h, giật cấp 13, di chuyển theo hướng Tây Bắc với tốc độ khoảng 10 km/h. Tổng lượng mưa khu vực phía Đông Bắc Bộ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Phía Tây Bắc Bộ và Thanh Hóa từ 50 đến 100mm, có nơi trên 200mm. Với lượng mưa tập trung trong thời gian ngắn như vậy, khu vực vùng núi và Trung Du Bắc Bộ, phía Tây Thanh Hóa, Tây Nghệ An có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất. Thủ đô Hà Nội dù không chịu tác động trực tiếp của cơn bão số 2, nhưng chịu tác động hoàn lưu rìa cơn bão nên vẫn có mưa vừa mưa to, lượng mưa từ 100 đến hơn 100mm. Thời gian mưa tập trung vào đêm nay đến hết ngày 23 tháng 7, ông Hưởng cho biết. Cũng theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mùa mưa bão năm 2024 trên Biển Đông dự kiến sẽ có từ 11 đến 13 cơn bão. Hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đới giống như mọi năm có khả năng sẽ tập trung nhiều nhất từ tháng 9 đến tháng 11.
người dân cần chủ động ứng phó với mưa bão, lũ lụt. Nhằm chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại, người dân cần thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng như mục thông tin về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các thông báo từ chính quyền. Gia cố nhà cửa đề phòng mưa bão làm tốc mái, đổ nhà, sử dụng các vật liệu có sẵn như cỏ tranh, rơm rạ phủ lên mái nhà để giảm thiểu tác hại của mưa đá. Kiểm tra lại toàn bộ nhà cửa, nhanh chóng sửa chữa những chỗ bị hư hỏng, buộc lại cửa sổ, mái che đề phòng gió lốc có thể giật tung và thổi bay gây tai nạn cho người cũng như thiệt hại về của cải. Di chuyển gia súc, gia cầm đến nơi an toàn và dự trữ thức ăn cho chúng. Kiểm tra lại việc dự trữ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men, chất đốt. Tranh thủ thu hoạch lúa, hoa màu hay thủy sản. Lưu giữ các số điện thoại và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp. Tạm ngắt toàn bộ nguồn điện trong nhà, phòng tránh tai nạn điện giật hay chập cháy. Không đi ra ngoài, đề phòng các vật bị gió thổi bay như tôn lập mái, cành cây gãy, cây đổ, dây điện đứt gãy nguy hiểm đến tính mạng. Tránh xa những nơi dễ đổ như cây to, cột điện, bờ tường, đề phòng tai nạn. Không vớt củi và đồ vật trôi nổi trên sông. Không đi vào khu vực nguy hiểm như những nơi nước chảy xiết, ven sông hồ, sông suối hay những nơi có nguy cơ sạt lở. Đặc biệt, nêu cao tinh thần cảnh giác nếu sống ở khu vực có nguy cơ sạt lở gần sông suối, khu vực sườn đồi núi có độ dốc lớn, đất đá kém ổn định, cần chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng nguy cơ sạt lở, tạm thời đến những nơi an toàn trú ẩn. Khi có mưa dông, sét, cần tìm nơi trú ẩn an toàn, không đứng dưới các cây to, gò cao, chân cột điện, trạm biến áp, không cầm vật dụng bằng sắt, hạn chế sử dụng điện thoại di động, không ở lại các lán, nương thiếu an toàn. Tích cực tham gia vào lực lượng xung kích, phòng chống thiên tai, cứu hộ và cứu nạn của địa phương. Sau khi mưa lũ tan, bà con cần tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường xung quanh nhà, lau dọn nhà cửa để đảm bảo vệ sinh, kiểm tra lại toàn bộ hệ thống điện trước khi sử dụng để đảm bảo an toàn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!